Hôm nay 16 tháng 3, miền Bắc tiếp tục nhiều mây, có mưa mù vào sáng sớm, tầm nhìn một số nơi giảm thấp, thời tiết nồm ẩm kéo dài, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ khoảng 25 đến 27 độ, đêm từ 22 đến 23 độ C. Theo dự báo, thời gian sắp tới vẫn tiếp tục xảy ra hiện tượng nồm ẩm và kéo dài đến hết tháng 4 năm 2024, với khoảng 4 đến 5 đợt khác nhau. Sang đến đầu tuần sau, Bắc Bộ khả năng đón một đợt không khí lạnh tràn xuống, dự báo khoảng đêm ngày 18 tháng 3, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 19 tháng 3 trở đi, trời chuyển rét. Nền nhiệt có thể giảm từ 4 đến 5 độ C so với những ngày trước. Cơ quan khí tượng nhận định, vào nửa cuối tháng 3, miền Bắc có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Đối với giai đoạn này, rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở miền núi. Trái ngược với thời tiết Bắc Bộ ẩm ướt, Tây Nguyên và Nam Bộ khô nóng, nhiệt độ từ 31 độ trở lên. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ lên đến 36 độ. Dự báo nắng nóng sẽ duy trì và mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Ngoài ra, tình trạng khô hạn ở miền Nam vẫn còn tiếp diễn trong thời kỳ tháng 4. Mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo xuất hiện muộn. Riêng vào tháng 6, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nên có thể gây nhiều ngày mưa cho khu vực. Còn tại Trung Bộ, thời tiết cũng khá ẩm trong đêm nay và sáng mai khi có sương mù giăng phủ. Đến trưa chiều mai, sương tan bớt, chỉ riêng Thanh Hóa trời còn nhiều mây. Các thành phố từ Phan Thiết trở ra Hà Tĩnh vẫn nắng đẹp, tiết trời dễ chịu khi nhiệt độ phổ biến 26 đến 31 độ C. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ là phần dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía nam có nơi trên 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 35 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến 4, sóng cao 1 đến 2 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 đến 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến 5, sóng cao 1 đến 2 m. Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 đến 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến 5, sóng cao 1 đến 2 m. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 1 đến 2 m. Nồm ẩm khả năng sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến khoảng ngày 18 tháng 3.
Ngày 19 tháng 3, nhiều khả năng gió mùa đông bắc tràn về và ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ, hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, do không khí lạnh chỉ ở mức yếu, gây ra mưa nhỏ, mưa phùn nên dự báo tuần cuối tháng 3, tình trạng nồm ẩm sẽ quay lại và kéo dài đến hết tháng 4 năm 2024 với khoảng 4 đến 5 đợt khác nhau, có đợt kéo dài vài ngày, cả tuần. Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, theo quy luật khí hậu, từ nay đến tháng 4 năm 2024, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm. Giai đoạn này, các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, trời rét về đêm và sáng. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hiện tượng thời tiết nồm ẩm diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Trong giai đoạn nồm ẩm, độ ẩm không khí tăng cao trên 85%, kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng và các vật dụng thiết yếu. Bên cạnh đó, không khí lạnh hoạt động yếu dần về cường độ, trong nửa cuối tháng 3 năm 2024 rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ nửa cuối tháng 3 năm 2024. Từ tháng 4, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại. Mưa nhỏ, mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ. Sắp tới, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn, có nơi trên 37 độ C. Dự báo trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ, sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Chỉ tính trong 24 giờ qua, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Nhiệt độ cao nhất dao động 35 đến 36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ như Biên Hòa, Đồng Nai, 36,9 độ C. Nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và mở rộng hơn ở miền Tây, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Theo ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng gay gắt tại khu vực là do El Nino hoạt động mạnh, đồng thời khu vực Nam Bộ liên tục chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao. Do đó, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ không mưa, nắng xảy ra với cường độ mạnh. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ tháng 4 năm 2024. Ở khu vực Trung Bộ, khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Trong khi đó, mùa mưa tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu. Mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn. Thời kỳ từ tháng 6 năm 2024, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình. Từ tháng 4 đến tháng 5, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1 đến 2 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 6 cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Theo đánh giá, hiện tượng nắng nóng gia tăng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như mọi hoạt động ngoài trời. Đặc biệt sang tháng 5 đến tháng 6 năm 2024, mức độ nắng nóng có thể gia tăng gay gắt hơn. Dự báo xa hơn, từ tháng 7 đến tháng 9, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 55 đến 65%. Bão áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện khoảng từ 4 đến 6 cơn trên Biển Đông và khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông. Ngoài ra, mưa lớn, lốc, sét và hiện tượng nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.